Rồi hello anh em nha. Hàng mới về nha anh em. Alpha lốc trắng 24. Xe này là tình trạng là nói chung á, ở đây mình á, mình lấy xe là mình lấy xe cỡ này ăn lên thôi, mình không có chơi mấy cái xe bèo bèo. Đó. Lấy xe lấy cỡ này ăn lên thôi anh em. Chứ bèo bèo mình không chơi. Ha. Chẳng ba còn đáp luôn, phục thẳng băng. À, cái má đùm nó đẹp ghê hồn luôn. Ông nội nào dặn bởi công tô mét của người ta luôn. Tình. Trăm đùm nền theo xe trùng mã trước sau đầu nồi nguyên zin. Bạc thẳng băng. Cây sườn anh em nhìn cây sườn. Tới trên này luôn nè. Mà cỡ này nè anh em coi. À, xe này tình trạng mình báo anh em luôn nha. Hồ sơ cầm tay. Hồ sơ cầm tay mình xin lập lại, xe này tình trạng đang hồ sơ cầm tay. Mình bán cho anh em bộ sườn lóc giấy là 4,5 triệu, chỉ cần anh em chốt thôi ngày mai mình đi ký nối cho anh em liền là ra tên anh em liền. Chỉ cần anh em chốt thôi là ngày mai mình đi ký nối ra tên anh em liền. Về anh em chỉ việc gáp bấm biển thôi là xong. Gáp đi vô chi cục thuế anh em đóng trước bạ là đi bấm biển là lụm. Bây giờ mình báo giá đồ món cho anh em. Đó. Thì đầu tiên mình báo giá đồ món cho anh em nha. Cái dàn áo này á, hai cánh bửng nó tệ lắm, mình vứt luôn. Mình thấy cái dàn áo này còn đẹp nè, mình bán dàn áo luôn bộ đèn trước sau cho anh em luôn, không có hai cánh bửng nha. Đó, không có hai cánh bửng, dàn áo luôn bộ đèn trước sau luôn, đuôi biển số luôn, yếm giữa luôn. Là bộ dàn áo này mình bán cho anh em giá 850 ngàn. Cái thủy cực kỳ đẹp nha anh em, hai bóng zin theo xe luôn, zin theo xe nha. Áo là màu xanh nhớt nha anh em, không nứt bể nha, đầu đèn không nứt bể. Đó, chui đèn đầy đủ trong này nè, zin theo xe nha, đúng zin theo xe nha anh em, 204 nè, thấy không? Đó, tranh thủ quay nha anh em, tối rồi. Đó, không nứt bể. Đèn lái nè, đèn lái mình sẽ để cho anh em là hai con ốc bắt luôn nha, hai con ốc có đẹp lắm nha anh em, chưa chạy chụa gì luôn nè. 850 ngàn thôi, nguyên dàn áo luôn, bộ đèn luôn, còn quay dàn khè nè, thấy không? Mới gửi sơ sơ thôi. Đó, chui dắt chỉnh tề nha. Rồi, đuôi biển số ok, không có gì để nói ha. Rồi, hai kẹp số ly ra đây luôn nha anh em, kẹp số ly có sẵn luôn nha, yếm giữa không có gì để nói ha. Rồi, mặt nạ dính theo xe, dính bông keo nha, dần dần này dính bông keo nha anh em. Đó, đát nó đây nè, 204 nè. Ô, mặt nạ này nó like, cái đát nó 207 anh em ơi. Ốp phuộc, ốp phuộc này like hàng mới, ốp phuộc này cái đát nó 209, ốp phuộc hàng mới đát 209. Bên đây thì 214, nó ghép tùm lum hết trơn. À, còn cái mỏ dè. Rồi, mỏ dè này bị tét rồi nha anh em. Mỏ dè này thông báo với anh em, mỏ dè này bị tét nha. Thôi, vàng áo này luôn bộ đèn, lát nữa em tính giá lại cho anh em nha. Tính giá lại cho anh em, tại mỏ dè tét rồi nha anh em. Mỏ dè tét rồi, về anh em hàng này nọ đồ nữa, đi xe cỏ cỏ được. Mỏ dè này theo xe nha anh em, theo xe. Mình sờ cái ốp một bình, ốp học bình này theo xe là cái chắc rồi, khỏi nói. 204 nha anh em, zin nha. Hai cái mình, hai cái mình sau này còn đẹp nè. Hai cái mình sau này còn đẹp nè anh em. Sơn zin còn đẹp luôn nè. Này lột keo là sơn zin còn khá nha anh em. Ồ, mà lỗ đây không bể luôn nha anh em. Ồ, bể đây anh em ơi. Này bán rẻ cho anh em thôi. Này theo xe anh em ơi. Này theo xe. 204 nha. Theo xe. Móc bát đồ còn, móc bát là còn nguyên luôn anh em, mà nó bể đây miếng ha. Đó, bên đây còn nguyên luôn anh em ơi, móc bát bể móc bát mua gùi nha anh em. Theo xe nha, 204. Rồi, cái dàn áo này á, nguyên cái dàn áo luôn, bộ đèn luôn, dàn áo luôn bộ đèn luôn á. Nếu bộ đèn không mình bán 350-400 rồi. Dàn áo luôn bộ đèn này luôn, mình tính cho anh em không có hai cánh bẩn, mình tính cho anh em đúng giá 700 ngàn. Dàn áo luôn bộ đèn luôn là 700 ngàn.
nội mặt hai cái đèn lái với lại cái pha này không là mình bán 400 mà nè anh em. Tính anh em cái áo này 300 ngàn thôi. Đó. Áo bộ đèn luôn 700. Rồi cổ nó bể nha anh em. Đồng hồ là mà còn khá luôn nè anh em. Đồng hồ là còn khá luôn nè, mình có cái kiến của nó bị găng nha. Mình bao cho anh em, mình chạy về rồi thử rồi, mình test rồi không giật khung cung kim nha anh em. Không giật khung cung kim. Cái đồng hồ này bán cho anh em giá là 450 ngàn. Theo xe, dây dắt chỉnh tề không đứt nối. Đúng theo xe nha. 450 ngàn, không gãy chấu gì luôn nè. Đó. Theo xe nha anh em, 450 ngàn. Bao xài, có nghĩa là không gung kim, không giật luôn nha anh em. Yên. Yên với cản, yên với cản bán chung. Cái cản này theo xe còn đẹp luôn nè. Cản theo xe còn đẹp luôn nè, ngay thẳng nè, không cong vênh nào thấy không? Ít chạy luôn nha anh em. Cản theo xe còn đẹp, ít chạy luôn. Yên với cản. Theo xe còn đẹp, ít chạy luôn nha anh em. Yên này da hình như lặp lại rồi. Yên da lặp lại. Đó đủ. Yên da lặp lại nha anh em. Yên da lặp lại, lặp lại sẵn rồi. Hai cái chấu này cứng ngắt nha. Rồi cao su zin còn đẹp luôn nha. Cao su còn đẹp luôn nha. Đó, cao su đẹp luôn nha. Cái này không có lung lay luôn nè. Cái yên này đúng đát 2004 nè, 2004 nè. Tháng 9 năm 2004. Đó. Cái yên này lập da sẵn rồi, anh em về là xài thôi. Yên với cản là em bán cho anh em giá là 300 ngàn. Yên cản 300 ngàn. Đó. Con cua yên vàng, con vàng 18 nữa nè. Con cua yên luôn, hai con ốc bắt luôn. Là 150 ngàn nha. Vàng như vàng 18 luôn, con cua yên luôn, hai con ốc bắt luôn là 150 ngàn. Bao đẹp. Đó. Tiếp theo là thùng xăng lớn. Thùng xăng lớn là sơn zin đẹp, nắp xăng đẹp luôn nè, vàng mỡ gà. 7 màu nha, alpha 110 xài chung. Ngay thẳng nha anh em. Đó. Bắt yên có chặn yên đàng hoàng nha. Còn ok luôn nè anh em, chưa bị oxy quá. Sơn zin đẹp nè. Đó, sơn zin đẹp nha, luôn hai con ốc, bốn ốc trên dưới luôn. Ốc nè, đẹp nha. Luôn bốn ốc luôn, bển con nữa. Cái thùng xăng này 350 ngàn thôi. 350 ngàn là từ cái này đi lên nè. Từ cái mà ống xăng đồ đi lên. Luôn dây báo xăng đầy đủ cho anh em. Sơn zin đẹp 350 ngàn. Giá rẻ thôi. Sơn zin đẹp luôn, 350 ngàn luôn, hai ốc, bốn ốc luôn. Bao rẻ cho anh em. Cặp phục sau. Cặp phục sau này đang lai ti cao pha, mình đã kiểm tra đã nhúng rồi. Bao anh em không xì sượng nha. Lai cặp ti cao pha không xì không sượng. Cặp phục sau này bán cho anh em giá là, cặp phục sau này em bán cho anh em giá là 250 ngàn. Light T cao pha nha. Light T cao pha nè. Thấy không? Light cặp T cao pha. Nhưng mà em bao anh em nhúng ngon không xì nha. Em đã kiểm tra kỹ rồi nha anh em. 250 ngàn. Lấy xe là phải lấy xe cho nó đẹp như vậy. Một ít lớn đầu anh em gã mới có đồ đẹp chơi. Đó. Phục trước. Xe này mình báo cáo với anh em hồ sơ cầm tay. Anh em chỉ cần lấy bộ sườn lóc giấy là ngày mai mình đi bấm biển ra, mình đi ký nối qua cho anh em liền. Cái phục trước nè. Ơi cái ghi đông sò khỉ đi. Ghi đông sò khỉ anh em coi nè. Cực kỳ nha anh em. Dạng ôm. Đúng 204. Sơn zin không dậm tút. Luôn gù đối trọng hai bên luôn. Gù đối trọng hai bên luôn, bao tay còn mới đẹp luôn nè. Đó. Cái ghi đông này anh em nào lấy giá 500 ngàn nha. Luôn gù đối trọng luôn là 500. Cái sổ khỉ coi nè. Đó. Ghi đông luôn gù đối trọng luôn là 500 ngàn. Anh em coi cái sổ khỉ nè. Như dạng 18 luôn nè, thấy không? Dạng khè. Đó. Cái sổ khỉ nè, gâu còn nguyên dạng nha, không gãy nha. Sọ khỉ, ốc bắt sọ khỉ đầy đủ cho anh em. Luôn gù đối trọng hai bên, bao tay đi theo hết luôn là 500. Bao whip. Anh em nào chơi alpha cọp cọp thì vô khỏe. Cỡ này thì thôi chứ còn gì nữa. Dạng khe. Cầm công tắc. Cặp cầm công tắc này theo xe. Bao anh em hoạt động full chức năng nhẹ nhàng nha. Cho anh em nghe là càng còn kêu luôn nha anh em. Chức năng đầy ẻ ẻ luôn nè.
siêu khủng nha anh em. Cặp cùm này giá 300 ngàn, hai bên là 300, dây dắt chỉnh tề không đứt nối, bao đẹp đó. Cùm là bao anh em, dây dắt chỉnh tề không có đứt nối. Cây ghi đông sọ khỉ là nó có luôn cái gù tay thắng này, tay thắng zin luôn nha anh em. Tay thắng zin, cùm tay thắng này zin theo xe luôn nè. À, lỗ chân kiến không tuôn nha. Đó, ghi đông sọ khỉ thì 500, cặp cùm thì 300. Còn cái bách mặt nạ là sơn zin nè. Anh em nào chơi alpha cọp cọp thì vô. Đó, theo xe là bao đẹp luôn, sơn zin căng đét luôn. Đó, em lấy xe, em lấy xe đẹp chứ em không lấy xe xấu anh em ơi. Xe xấu người ta chào em nhóc, em không thèm lấy. Luôn hang ốc bắt vàng ôm nè. Đó, bách nạ này 100 ngàn, luôn hai con ốc này luôn là 100 ngàn vàng ôm, sơn zin căng đét luôn đó. Rồi chẳng ba, chẳng ba anh em nhìn ốc nè, thối tiền không. Đát cọt sau lưng nè, chẳng ba 300, chẳng ba nè anh em đừng có nói bầm chén bầm chiếc chứ chân cỡ này là không có bầm được đó, ngay băng luôn chứ không có nói mà kênh gì hết trơn. Nhìn từ cái tâm bánh nè, nhìn từ cái khía này lên nè, ngay chân tiệm tâm nha, thấy không. Đó, chẳng ba 300 ngàn, bao đẹp cho anh em đó. 300 ngàn bao đẹp cho anh em. Phục trước ti nè, anh em nhìn cái ti nè, ở trên nhìn nè, mực hãng vẫn còn luôn nè. Cái ti nè, như cái kiếm vậy. Sơn zin thẳng băng. Đó, phục trước sơn zin thẳng băng. Cái này là dính băng keo, người ta gửi xe để dính băng keo nè anh em. Cào ra nè, thấy không. Sơn zin thẳng băng nè, bao không xì không sượng nha, nhúng ngon. Phục trước zin nha anh em, đây nè, thấy không, KLVMAB của Alpha zin nha, theo xe nha anh em. À, bộ cái xe này căm đùm liền rất là đẹp luôn á anh em, ác nổi nè, ác không. Tay này như cái kiếm vậy đó, đó. Sơn zin nè. Cặp phục trước này bán cho anh em giá 400 nha, cặp phục trước 400 nha anh em. Đó, trước 400. Rồi, gác chân sau. Gác chân sau đầy đủ bách sắt, đầy đủ là thun con bách ốc, đầy đủ hết luôn. Em nói nè, đầy đủ bách sắt ở trong là đầy đủ thun con bách ốc luôn. Bao anh em là không sợ nè, thấy không? Cái lỗi sắt này theo xe nè. Đó, hai bên luôn. Em bán anh em giá là hai bên luôn là 200 ngàn, không sợ nè. Đó, đầy đủ thun con bắt ốc luôn, bắt sắt ở trong luôn, hai bên là 200 ha. Gấp cạc te, gấp cạc te là bao không một lũng, sơn zin đẹp luôn, cây gấp theo xe. Rồi bay mẹ con tem luôn, bay bà con tem luôn anh em ơi, mất tem mới gấp cây gấp nha anh em. Gấp cạc te sơn zin đẹp nha anh em. Ở đây có trầy trầy nè, nhưng mà ở này mặt trong không thành vấn đề đâu anh em, bao không một lũng nha. Cạc te mất cái tem trên anh em ơi, cạc te zin theo xe, bạc zin nè, mất cái tem trên. Mặt tiền sơn zin rất là đẹp nha anh em. Đó, thẳng băng à. Gấp cạc te nè anh em nào lấy giá là 850 ngàn nha, 850 ngàn. Sơn zin thẳng băng, đúng tháo xe nha anh em. Đó, chút xíu anh em vô trong cho anh em coi bấm điện nè, tem zin nè, thẳng băng đây nè. Cái bấm điện theo xe là bấm điện lớn nè, à, anh em coi là biết theo xe hàng mới liền nè, thấy không, hai ngón tay em chỉ nè, nè bấm điện theo xe là bấm điện lớn nè, thấy không, đúng hàng tháo xe nha anh em. Đó, gấp cạc te 850 ngàn, sơn zin thẳng băng nha anh em, đẹp luôn đó. Mất cái tem trên, mất cái tem gấp nha, mà nhưng mà Alpha này mình mua vô được, sợ 110 thôi đó. Rồi, full vàng điện sườn. Full vàng điện sườn là bao gồm là cục IC nè, KRS IC zin nha, IC Alpha zin nha, sạc Alpha zin nè, cục chớp Alpha zin nè. Đó, Indonesia Mitsuba đúng của nó nha. Là luôn cộng dây điện luôn nha. Cục gle đề zin theo xe luôn nè, chữ nè, thấy không? Gle đề theo xe luôn. Cái máy anh em nghĩ đi, cái ống hơi máy còn đắt 2.4 luôn nè. Còn đá tháng 9 năm 2004, ống hơi máy nè, nó nè, đúng không? Cục mua pin theo xe luôn nè. Đó, dây mềm luôn. Là nguyên cái dàn điện sườn luôn, lên tới trên này mình bao anh em không đứt nối, dàn điện sườn 600. IC mua pin chớp sạc gle đầy luôn, cộng dây điện sườn luôn 600. Điện sườn dây vẫn còn đáp luôn nè. Thấy không? Bao đẹp, bao không đứt nối, 600 ngàn nha.
Rồi. Cái vỏ đập máy luôn con ốc vàng ươm 150.000. Bao anh em không có lỏng cơ nha, cơ cứng nhắc à, 150.000 cái vỏ đập máy. Đó. Cần số phu 1, lai luôn cái cần số phu 1. Cần số phu 1 gai còn đẹp. Ngay thẳng có cái đầu tròn mòn nhẹ nha. 150.000 luôn. Đó, bán xả dao với anh em chơi. Gác chân máy, gác chân máy này cây chống nghiêng theo xe luôn, đúng theo xe Alpha luôn. Cây chống gác chân máy sơn zin đẹp luôn, cam kết với anh em luôn, sơn zin đẹp luôn nha, theo xe. Cây chống nghiêng theo xe chưa mòn đế luôn nè. Thôi mòn anh em ơi, có mòn bán anh em 200.000. Đó, gác chân máy 200.000. Cặp bánh. Cặp bánh sơn zin nó đẹp thì thôi. Niền là bao anh em cực kỳ đẹp. Niền không một lủng trùng mã một cặp trước sau. Câm nó đẹp anh em coi nè. Câm vàng khè luôn anh em coi nè. Chưa xét chân luôn nha anh em. Câm chưa xét chân luôn, cực kỳ đẹp. Đó. Nè, niền trùng mã theo xe, niền này theo xe nha mấy anh. Niền hàng mới á, cái chữ này nét nhỏ nha, niền hàng theo xe nét bự nè. Goshi 17 x 1.4 KD nha. Goshi 17 x 1.4 KD nè, cái lỗ chân bòi đâu rồi? Cái chữ đây nha. Cái lỗ chân bòi đâu ta? Nè, cái chữ ngay ngón tay em chỉ nè. Cái lỗ chân bòi nằm túc như này nè, thấy không? Niền là bao anh em cực kỳ đẹp, không một lủng. Nói chung cặp bánh này cầm đùm niền theo xe rất là đẹp. Anh em coi sơn zin nè, bên đây chưa mé, bên đây chưa nổ miếng, đa số bên đây nổ nha anh em. Ác nổi cái đùm trước nó có cái lỗi đó. Chứ cặp bánh nó thiệt với anh em vô Alpha cặp cọp được luôn á. Sơn zin khá gà luôn nha anh em. Má đùm đẹp luôn nè. Thấy không? Anh em lưu ý, em bán gấp cặp te cho anh em là sẽ giao cho anh em luôn cái cây này nè, cây chổi má đùm này nè, với cây cốt cốt cái đũa thắng này luôn. Đó là 850. Cặp bánh này là trùng mã liền trùng. Sơn zin đẹp, câm niền theo xe trùng mã luôn. Câm là rất là đẹp luôn anh em xem. Câm còn đẹp dữ lắm anh em ơi nè. Thấy không? Có lòi chân găng như trơn. Câm theo xe cỡ này thôi chứ anh em. Anh em xem còn vàng hực luôn nè, chân câm còn vàng vàng luôn nè, thấy không? Nè. Cỡ này thôi chứ giờ anh em kiếm đâu ra nữa. Nè. Thấy không? Đó. Sơn zin đùm đẹp luôn nè. Nói chung mình vô xe mọc được chứ không phải là cọp anh em, thiệt. Vô xe mọc được. Đó. Cái này em gửi chưa có kỹ, mới nhận xe lúc 4 mấy 5 giờ. Má đùm đẹp luôn, bát thắng đẹp luôn. Ác nổi đây nè. Cái này vậy anh em xử lý lại nha anh em. Xử lý lại. Niền này niền trùng mã theo xe một cặp. Đâu rồi? Đây nè. Chữ to nè anh em thấy không? Chữ to nè, Goshi 17 x 1.2 KD nè, trùng mã một cặp luôn. Sáng đẹp cực kỳ, không một lủng. Ngay chân bòi cũng không lủng luôn nè. Thấy không? Cặp bánh này mình bán anh em 1 triệu đó. Nói chung mà nếu mà nó không có lỗi cái má này là mình bán từ giá 1 triệu 3, 1 triệu 4 mới đúng giá nha anh em. Xe này nói chung mình mua mắc hơn con gòi nữa. Đó. Đó. Bây giờ tổng thể mình báo với anh em vậy. Rồi anh em nào chốt được chốt, cặp cùm này thì bên đây còn chữ nghĩa luôn nè. Đó. Ốc ác đồ chỉnh tề hết. Đây. Ốc ác đồ chỉnh tề hết. Cặp cùm này 300, mình bao anh em hoạt động full chức năng không đứt nối, đúng theo xe. Đây nè, mình cho anh em nghe tiếng máy nó cực kỳ chất. Cái máy này nó chất ghê lắm. Còn cái gì nữa đâu mà quảng cáo. Còn nữa, đây. Đúng rồi. Học đồ nghề theo xe đẹp chưa rửa nha. Không có nứt bể nha, đúng đát 204 nè. Nè. Đúng đát 204 nè, 04 nè, tháng 8 năm 204 nè. Đó. Không có nứt bể nha, học đồ nghề nè là 1 nè ha. Học bình tem zin là 2, học bình là 2. Đúng đát không? Đúng đát 204 luôn nè, thấy không? Đó, đúng đát 204 nè. Đó. Với cái lượng nước là 3. 3 món đẹp. Em bán cho anh em 200.000. Đó. Học bình, học đồ nghề, lường nước đẹp hết 200. Bây giờ em sẽ cho anh em nghe tiếng máy. Còn cây bô này mình báo cho anh em. Cây bô này là mình kiểm tra mặt trong là mình đã ngước xuống dưới, mình coi kỹ lắm kỹ rồi. Cây bô này tình trạng là bô theo xe. Nè, khỏi coi. Bô theo xe nè.
tình trạng là cây cổ này nó mới có hàng, cây cổ có hàng cổ, nhưng mà cây bô này tình trạng á, mặt tiền nói chung là mặt tiền cũng khá là gà nè, ok, nó bị lọt cây tiêu rồi anh em, nghe tiếng bô nè, nó lọt cây tiêu rồi anh em ơi. Tiêu và gam ti anh em nghe nè. Gam ti từng tiếng một, gam ti hơi nhỏ, lớn xíu nha. Nè. Rồi anh em nghe tiếng máy nè. Cục máy này anh em nào lấy nguyên cục mình báo anh em luôn, tình trạng máy đầu nồi bích. Ba nắp là sơn zin anh em khỏi nói. Máy đầu nồi bích ba nắp sơn zin đẹp luôn. Đầu nồi nguyên zin. Mình cho anh em thợ nào test luôn đó, mình cam kết với anh em là đầu nồi nguyên zin, nắp cò này chưa chỉnh cò luôn. Mình xăng cái đời anh em nghe ông anh của em ở Đắk Lắk nó, ổng nói cái đời anh NG nè đi ngọt dữ lắm, đúng đẹp luôn, gam ti như cái máy vậy, người ta nói đúng thiệt, đang nổ đó anh em, gam ti nhỏ xíu cái đó mà nó im vậy nè, không một tiếng động luôn. Không một tiếng động gì luôn nha anh em, rất là im luôn. Bình xăng đẹp luôn nè. Full bộ bình xăng con này 850 thôi. Anh em nào chốt thú. Nè, cục máy báo giá anh em luôn nè, nếu anh em lấy nguyên cục phải không? Cái gì trời. Dính nước nó mát nữa chứ. Nè, báo giá anh em luôn nè, cục máy này nếu anh em lấy nguyên cục á, mình bán anh em này nhanh gọn lẹ luôn nè. Máy này full cục máy này nè, nếu anh em lấy nguyên cục đầu nồi nguyên zin ốc tán nè, ba nắp thẳng băng, cục máy này nguyên cục nhưng mà mình lấy lại lốc số nha, cục máy này em giao anh em nguyên cục là 7 triệu lấy lại lốc số, máy đang nổ đó, nghe nè anh em, nghe em nạt lên nè. Sườn nè. Em nói anh em xe em lấy là hồ sơ cầm tay nha. Cái sườn zin này nha. Bao đẹp cho anh em luôn. Cái sườn là anh nói anh em sơn zin căng đét. Đó. Mình bao anh em là sơn zin cực kỳ căng. Lên trên này nè đẹp luôn nè. Bộ sườn lóc giấy giá 4,5 triệu, hồ sơ cầm tay, chỉ cần anh em chốt ngày mai đi ra công chứng sang tên cho anh em liền. Đó, ký nói qua anh em liền. Đó. Sườn lóc giấy anh em chốt là chuyển khoản chứ không có cái chuyện mà ship code thì cọc gì chân. Sườn lóc giấy mà code cái gì. Đó. Xe em lấy người thật việc thật nè, còn chiếc này nè, chưa gã nữa nè. Chiếc này là xe cọp nha. Mới về về một lượt hai chiếc, chiếc này là con cờ dựng luôn nè. Con này anh em lấy ngày mai em rửa xong em bán 23 triệu. Cầm đùm liền theo xe hết. Anh pha lốc trắng máy cực khủng luôn. Nó yếu bình nha anh em. Nó yếu bình. Con này máy siêu khủng. Nồi chả nè. Như chó thở vậy. Hết xăng hay gì trời. Em vậy đó. Không nghe tiếng động luôn nha anh em. Đó thôi, báo giá anh em như đây, anh em có xài hú em nha. Chào anh em. Xe lấy vậy nó mới đáng lấy anh em. Anh em coi nó im nè.
lâu anh em phải thợ test. Đó. Quên cho anh em coi cà nông nữa nha. Cà nông tròn vo nè anh em. Cà nông là tròn vo chưa hề có hiện tượng mục lủng gì nha anh em. Nha. Ok nha. Nè hai chữ U nè. Thẳng băng nha anh em, chưa có cong quẹo gì nha. Chưa có mục, chưa có yếu gì nha. Đó. Rồi chào anh em nha. Cây mô này nếu anh em lấy thì giao anh em 400. Lọt tiêu nha. Chào anh em nha.